Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về việc mà Trấn Thành á đã tung ra 1.000 bản sao kê số tiền từ thiện của mình á, nhưng bây giờ là nhiều người đã soi mói và thấy được những điểm bất thường ở trong đây các bạn. Cụ thể đã chỉ ra được điểm mà Trấn Thành chụp 1.000 trang sao kê có sự bất thường thật hư như thế này. Trấn Thành nó đã chủ động đăng tải hình ảnh sao kê lên Google Drive, như cư dân mạng vẫn soi ra điểm bất thường trong đây. Chiều ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã tiến hành đăng tải hơn 1.000 trang sao kê tài khoản ngân hàng lên fanpage của mình. Tuy nhiên, vì hình ảnh được chụp khá mờ và do giới hạn của Facebook chỉ cho phép tải lên 100 hình ảnh trong một bài đăng, nam MC quyết định upload những hình ảnh giấy tờ sao kê này lên Google Drive và chia sẻ lại để cộng đồng mạng có bằng chứng chất lượng cao để xăm soi cho nó kỹ. Đặc biệt, cư dân mạng đang truyền tay nhau bằng chứng chênh lệch thời gian của một cộng đồng mạng mà mang danh IT. Theo hình ảnh chia sẻ thì sau khi tải ảnh về máy và chép thông tin thời gian giữa ASIC và thời gian giữa Modify, Profiety khác nhau dẫn đến chuyện nghi vấn có sự can thiệp ảnh ở trong đây. Theo đó, Trấn Thành khẳng định bài đăng của mình rằng thời gian được tài liệu sao kê ngân hàng là vào sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong hình ảnh bên dưới, cộng đồng mạng đã chỉ ra việc file ảnh này đã bị chỉnh sửa vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng ngày 7 tháng 9. Hình ảnh mà tôi để phía sau các bạn thấy đó. Như vậy, thông tin này có mâu thuẫn với bài đăng tên fanpage của Trấn Thành. Vì theo lời nam MC nói, đến sáng ngày 7 tháng 9 thì ngân hàng mới gửi lại tận tay anh 1.000 trang sao kê với dấu mộc đỏ và dấu giáp like. Vậy đoạn được đánh dấu đỏ kể trên có ý nghĩa gì? Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ ngày là ngày tạo và ngày chỉnh sửa, nó chả liên quan gì tới Airfix cả. Cụ thể, thông tin tệp là những trường dữ liệu được sinh ra khi tệp tin được tải xuống hay tương tác trên hệ thống. Để xem được thông tin tên Windows, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấp phải vào đối tượng, chọn Property, có nghĩa là tính chất, và toàn bộ thông tin tệp đó sẽ hiển thị trong tab General là thông tin chung. Ở đây, ta sẽ xem qua thông tin tệp của Trấn Thành, có nhiều cái đã chỉnh sửa và những mốc thời gian này được sinh ra khi tệp được khởi tạo, tương tác chỉnh sửa trên hệ thống và sẽ bị thay đổi liên tục theo hệ thống mà nó được lưu trữ. Có nghĩa là với mỗi thiết bị khác nhau, những thời điểm này sẽ hiển thị khác nhau. Đó, các bạn thấy không? Nhiều cộng đồng mạng IT đã phân tích rõ và cũng nhiều cộng đồng mạng là người trong kế toán cũng nhìn rõ vấn đề về sao kê này. Các bạn nghĩ Trấn Thành làm như vậy là đã hợp lòng công chúng chưa? Hoặc là cần phải sao kê như thế nào nữa không? Đó. Vì một người nổi tiếng như vậy với độ nổi tiếng 18,5 triệu fan theo dõi như vậy, làm gì có chuyện kêu mà chỉ có 9 tỷ đồng các bạn? Đúng không nào? Đó. Làm gì chỉ có 9 tỷ? Thật sự là phải, tôi nghĩ phải trên 100 tỷ. Thủy Tiên đổ hot không bằng mà còn kêu gọi được tầm 50 tỷ hay bao nhiêu, mà Trấn Thành làm gì có mấy tỷ bạc? Làm gì có chuyện đó, đúng không các bạn? Nếu ai thấy đúng thì hãy cho một like và một chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến. Và chờ xem những ngày tiếp theo Trấn Thành sẽ ra thông tin gì mới nhất. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất để up lên 8 tin tức để các bạn xem. Và đừng quên ấn giúp tôi cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.